Xin chào các bạn đang theo dõi kênh YouTube cũng như là các nền tảng của Shomai Audio. Chúng ta đang ở trong trước gian cung thánh của nhà thờ giáo sư Yên Đại. Đây là một trong những nhà thờ đẹp nhất của giáo phận Vinh. Nhà thờ trải qua ba đời linh mục đến đời cha Louis. Cha Louis Nga là ngài đã hoàn thành, và nhà thờ đi vào ngày mai sẽ là lễ cung hiến khánh thành nhà thờ. Đây là một trong những công trình hàng trăm tỷ được cha Louis đây, cha đang chụp ảnh trau chuốt và hoàn thiện một cách rất là cực kỳ đẹp, rất trau chuốt. Toàn bộ trên gian cung thánh là các cái hệ thống được đá tảng. Bàn lễ là một nguyên một khối. Trong 7 đối tác chào hàng và bảo vệ thuyết trình về hệ thống âm thanh đối với cha Louis, thì ngài đã cho họp cùng ban hành giáo để thẩm định và cuối cùng quyết định lựa chọn hệ thống loa của hãng Bose do công ty cổ phần âm thanh Shomai Audio cung cấp. Ngài cũng đã cử các cái đoàn đi thăm kiểm tra các cái công trình của Shomai Audio lắp đặt, cũng như là đọc kỹ các tài liệu hồ sơ năng lực của công ty Shomai Audio trước khi lựa chọn. Vì như cha Louis nói thì có hai đoàn trong Sài Gòn, hai đoàn ngoài Hà Nội và ba đoàn ở Vinh đều chào về các hệ thống âm thanh của cũng là của các thương hiệu. Nhưng ngài biết rằng các cái công trình nhà thờ nổi tiếng ở Việt Nam cũng như là cha biết nhiều trên thế giới, thì hãng loa Bose đã là một trong những cái tên tuổi hàng đầu, và ngài tin tưởng gửi gắm chọn cái thương hiệu này cũng như là chọn Shomai Audio chúng tôi để lắp đặt, với kinh nghiệm lắp đặt gần 300 nhà thờ trên mọi miền tổ quốc, đặc biệt là những cái công trình lớn, từ nhà thờ lớn, nhà thờ Hàm Long, nhà thờ hiệu chỉnh âm thanh và cài đặt cho nhà thờ Cửa Bắc, rồi nhà thờ Bằng Sở, các cái nhà thờ Hà Đông, nhà thờ Dũ Yên, nhà thờ Văn Phú, đền Thánh Đại Đồng ở Bùi Chu, thì chúng tôi đã lắp đặt trên mọi miền, mọi địa phận ở miền Bắc, miền Trung và một vài công trình ở trong miền Nam. Thì cha đã tin tưởng gửi gắm Shomai Audio để lắp đặt hệ thống âm thanh cho ngôi thánh đường tuyệt vời này. Như chúng tôi đã nói, ngày mai ở đây sẽ có ba đức cha và khoảng gần 300 cha sẽ tham dự ngày lễ cung hiến ngôi thánh đường này, và cũng là ngày lễ khánh thành sau gần 10 năm xây dựng. Công trình tiêu tốn tổng chi phí khoảng trên 100 tỷ, chưa tính tiền công của các bà con bỏ ra một cách đóng góp một cách tự nguyện và hoàn toàn nhưng không cho công trình nhà Chúa. Giáo sư Yên Đại là một trong những giáo sư nổi tiếng, và về kể cả về truyền thống cũng như là về lòng đạo đức xuất mến. Ở đây thì với gần 5.000 giáo dân, thì đây là một trong những giáo sư lớn và có một bề thế, bề dày và chiếm được rất là nhiều cảm tình của giáo phận cũng như là của các cha. Trong nhà thờ chúng tôi đã lắp tổng là 32 quả loa MA12 được chồng đôi như chúng ta đang xem. Mỗi loa MA12 trong bên trong là gồm 12 loa nhỏ, và chúng tôi chồng đôi như thế này cũng là nó đã cao 2 mét, mỗi cây loa cao 2 mét, và bên trong mỗi cây như thế này chúng ta sẽ thấy là sẽ tổng
là đi 24 cái loa nhỏ. Và mỗi cây loa như thế này theo công thức của thiết kế của nhà sản xuất thì nó sẽ với được 16 mét với xa. Hai gian nhà thờ thì tính trung bình là khoảng 11 mét rưỡi. Tính theo đường chéo thì nó khoảng 14 mét như chỗ chúng tôi đứng, cho đến cái loa kia thì nó khoảng 14 mét. Vậy là chúng tôi đã tính toán để một cái cây loa như thế này nó phủ được toàn bộ đến xuyên qua các cái vị trí của nhà thờ. Thì chúng ta xem trong nhà thờ hiện nay là rất là đẹp. Cứ cách một gian, tức là hai gian thì chúng tôi sẽ trồng một cây loa. Hai gian một cây loa, hai gian một cây. Thì tổng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tổng của nhà thờ là 12 gian thôi các bạn. Bên 6 cây là 12 cây, cộng với cả đò ở hai gian ở bên cánh gà. Thì sơ qua như vậy. Để bên ngoài thì chúng tôi đã lắp đặt toàn bộ hệ thống loa 402 cho vòng xung quanh các cái khu mà hai bên hành lang rộng. Nhà thờ thì trong nhà thờ là rộng nọt lòng là 27 mét, dài là 86 mét. Chúng ta xem là như vậy. Còn cả hai bên, cả tính cả hành lang thì nhà thờ rộng khoảng 40 mét. Đây, chúng ta xem mọi công tác chuẩn bị cho lễ cung hiến và khánh thành ngày mai đã được tạm thời là đã đi vào quy chuẩn. Công ty âm thanh Sao Mai Audio chúng tôi đã có mặt ở đây để chuẩn bị cho cái ngày lễ ngày mai để phát trực tiếp và làm trực tiếp cái lễ cung hiến cũng như là khánh thành nhà thờ vào ngày mai. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip tới.